Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ cùng với Dương Mịch. Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của cô nàng cũng gặp không ít sóng gió. Đặc biệt, mới đây thì người đẹp đã ly hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh sinh ngày 16 tháng 10 năm 1987 là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Từ nhỏ thì gia đình Triệu Lệ Dĩnh không mấy khá giả. Sau khi học hết trung học, cô quyết định không thi vào đại học mà bỏ giữa chừng bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cơ duyên đưa cô vào nghệ thuật là vào năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và chính thức gia nhập giới showbiz. Mặc dù có tấm giấy thông hành là giải nhất cuộc thi tài năng, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không hề trải hoa hồng vì chưa học qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào. Suốt những năm đầu vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh phải bắt đầu từ những vai quần chúng hay là vai phụ nhỏ để tích lũy kinh nghiệm trong bộ phim Đám cưới vàng Hồng Lâu Mộng. Đến năm 2011, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai diễn Tình Nhi ở trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Hình ảnh xinh đẹp, dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh ở trong phim này nhận được vô số lời khen của khán giả. Năm 2012, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính trong bộ phim Xe Nhầm Nhân Duyên. Năm 2013, sau 7 năm vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được nhận vai nữ chính đầu tiên ở tác phẩm cổ trang Lục Trinh Truyền Kỳ, đóng cặp cùng với Trần Hiểu. Bộ phim của Vũ Chính giúp Triệu Lệ Dĩnh gây được tiếng vang lớn. Từ đây mà sự nghiệp của nàng tiểu hoa đán lên như diều gặp gió. Cũng cùng năm đó, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương với vai nữ chính. Vai diễn lưu ly trong bộ phim này được xem là sự lột xác của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành cô gái thủ đoạn, mưu mô. Năm 2014, giai đoạn năm 2014 được coi là thời điểm Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được quả ngọt sau nhiều nỗ lực bỏ ra để gây dựng danh tiếng ở trong quá khứ. Giữa hè thì vai diễn Tiết Sam Sam trong phim chuyển thể Sam Sam Đến Rồi trở thành hiện tượng gây chấn động làng truyền hình Hoa ngữ, đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió. Cùng năm thì cô trở thành đại diện cho liên hoan phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 10 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức, trở thành nữ thần Kim Ưng. Năm 2015, bộ phim Hoa Thiên Cốt với sự góp mặt của Hoắc Kiến Hoa đã đạt tỷ suất xem đài cao trong lịch sử, trở thành một trong những phim bom tấn của màn ảnh Trung Quốc cũng như châu Á, mở ra thời kỳ mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cùng năm thì Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chương trình truyền hình Up Idol Thần Tượng Đến Rồi cùng với các ngôi sao khác như là Âu Dương Nana, Lâm Thanh Hà, Chu Ân, Thái Thiếu Phân. Năm 2016, tác phẩm Hoa Thiên Cốt đã giúp Triệu Lệ Dĩnh vươn lên hàng sao hạng A. Vai diễn này cũng đem về cho cô nàng giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải liên hoan phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 28. Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành đại sứ du lịch của tỉnh Hà Bắc, quê nhà của cô. Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh trở thành phó tổng tài công ty kỹ thuật khoa học Nhất Hạ. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh được mời đóng chính ở trong bộ phim Sở Kiều Chuyện. Bộ phim này trở thành một trong những tác phẩm cổ trang được yêu thích nhất năm đó. Trong phim, cô thủ vai một cô gái nữ cường giỏi võ và sống đầy nghị lực. Vai diễn trong Sở Kiều Chuyện cũng giúp nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh giành được giải thưởng nữ diễn viên phim truyền hình của năm. Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh tham gia loạt dự án phim nổi bật như Thời Gian Tươi Đẹp, Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc, Thật Ư và là Hồng Phai Xanh Thắm. Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên của năm do Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc bình chọn cho vai Tiểu Hoa trong bộ phim Đạp Gió Rẽ Sóng. Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 22 hay là liên hoan phim truyền hình Thượng Hải với vai diễn Thịnh Minh Lan trong phim Thật Ư phải là Hồng Phai Xanh Thắm hay là Minh Lan Chuyên. Năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính Chu Phỉ trong bộ phim Hữu Phỉ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Paris, hợp tác với nam diễn viên Vương Nhất Bác. Cũng trong năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh đạt được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 30, vừa được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 30 với vai diễn Thịnh Minh Lan. Năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh trở lại đường đua năm 2021 với hai siêu phẩm truyền hình hết sức chất lượng. Là fan cực kỳ nô nức, đó là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Ai Là Hung Thủ. Về đời tư thì nàng tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh từng kết hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong vào năm 2018. Tháng 3 năm 2019 thì cả hai có con đầu lòng. Vào tối ngày 22 tháng 1 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và ông xã Phùng Thiệu Phong bị tung tin đồn đã ly hôn. Bộ đôi diễn viên cũng vì nguyên nhân này mà rạn nứt quan hệ. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, qua công ty quản lý thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho biết đã chính thức ly hôn. Điều này khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao.
Có thể nói Triệu Lệ Dĩnh là một ngôi sao chịu khó của Hoa ngữ khi nỗ lực từ một cô gái nghèo đến tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc với rất nhiều vai diễn và giải thưởng ấn tượng. Tuy nhiên thì đời tư ồn ào là một điểm trừ rất lớn của cô trong mắt người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.